Lần đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các ngành chức năng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nối dòng tay lớn năm 2023. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Chương trình giao lưu nghệ thuật nối dòng tay lớn năm 2023 được tổ chức tại Hội trường Cửu Long, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Với sự tham gia của 12 đơn vị, trình diễn 27 tiết mục đặc sắc được tuyển chọn từ phong trào văn nghệ của các tổ chức tôn giáo, dân tộc, nhà văn hóa thiếu nhi của Ninh Kiều, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Trong cái chương trình giao lưu nghệ thuật lần này, thì các đơn vị dân tộc, tôn giáo, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có một cái bước chuẩn bị rất là chu đáo về nội dung hình thức, thì thể hiện được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy là không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà các cái diễn viên, các ca sĩ có nhiều cố gắng, có những cái tiết mục là rất là tốt. Chương trình được chia làm hai phần. Phần 1 là giao lưu nghệ thuật của các tổ chức tôn giáo, dân tộc, gia đội văn nghệ, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Qua từng điệu múa, lời ca, tiếng hát, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, cùng chúng ta xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, giàu đẹp. Chương trình này nó có nhiều cái tôn giáo tham gia, thì ở đây Phật giáo của thầy cũng có hai tiết mục. Và thấy rằng mỗi một cái tôn giáo đều có những cái bản sắc riêng của nó và giúp cho các đại biểu ta hiểu thêm về cái tôn giáo của mình. Bài múa này mang ý nghĩa rất là linh thiêng, nói về các vị thần giáng trần với các nàng tiên, với những điệu nhảy mà nhằm mang đến cái niềm vui, niềm hạnh phúc rồi cho mọi người dân. Tôi cảm thấy rằng các cái dân tộc, tôn giáo là có cái sự hòa đồng cùng nhau trong cái giao lưu nối cái dòng tay lớn này, đây thể hiện một cái tình đoàn kết dân tộc giữa các tôn giáo trong Việt Nam chúng ta nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Tiết mục múa của em là em đại diện cho dân tộc Chăm. Em cũng muốn mang đến tinh thần là đoàn kết, hữu nghị giữa dân tộc Chăm đến với 54 dân tộc anh em. Phần 2 của chương trình là giao lưu nghệ thuật của các trường đại học cao đẳng, mang đến những tiết mục sôi động, hiện đại, trẻ trung của thế hệ mới. Khi bước vào cái hội trường Cửu Long của trường Đại học Y Dược á, với không khí là hơn 1.000 chỗ mà lấp đầy hết, thì cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những cái tiếng hô vang của các đơn vị của các trường á, làm cho cái sự hào hùng cũng như là cái niềm đam mê của cái sức trẻ của mình nó lại bùng cháy trở lại. Và hy vọng là sau cái chương trình ngày hôm nay sẽ thắt chặt cái tình đoàn kết của các bạn sinh viên, từ đó là thúc đẩy cái quá trình phát triển trong công tác học tập phong trào của sinh viên Cần Thơ nói chung và các bạn đại học cao đẳng nói riêng. Em có một cái thông điệp muốn gửi đến các bạn trẻ là đây là một chương trình lấy chủ đề là nói dòng tay lớn, mong rằng các bạn trẻ xem, cảm nhận và khơi dậy trong mình một niềm tự hào dân tộc sâu sắc, tại vì những tiết mục của tất cả các trường đại học đem đến ngày hôm nay đều có vô vàn những màu sắc độc lạ, khác biệt, hấp dẫn. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn giữ vững được một cái niềm tự hào dân tộc sâu sắc và đoàn kết với nhau để cả dân tộc Việt Nam luôn luôn phồn vinh phát triển, tự hào với cường quốc năm châu. Thông qua chương trình, Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn các tiết mục xuất sắc tham gia chương trình nghệ thuật tổng hợp nối dòng tay lớn năm 2023 vào tối ngày 18 tháng 12 tại công viên Lưu Hữu Phước, cùng sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nghệ thuật công diễn này sẽ được trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ và truyền tiếp trên sóng kênh Thuần Việt, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.